rất nhiều góc cạnh á. Con này tự nhiên để một con trực phải, vào cho đẹp. Phải cho con sách vào nó đẹp, một con si. Con lá tự nhiên. Tự nhiên. Nguyên bản tự nhiên luôn. Cây cây. À, quan trọng cái màu này ít người có. Cái loại đá son son. Nó cũng là trầm trầm tích nhưng mà nó trầm. Con này là con này là nó nhiều quặng sắt ở bên trong. Đỏ. Sợi. Kiểu đỏ đỏ này là sắt ba, chắc là sắt ba oxit rồi. Đang xem lại chị Liên phát xem nào. Vừa nãy tưởng có khách. À đây, người ta vẫn đứng ở đây. Hơi vướng là mình không quay. Khó quay, khó quay, hơi ổn. Bên này về thiết kế tiểu cảnh đấy. Nhưng mà ổi thì rất dễ sống, nhưng mà làm đẹp cũng khó đấy quý vị. Biến mặt lại cái ổi cảnh. Đấy, cái cây này mà tất cả những cái nhánh này này, tất cả những cái nhánh mà mọc ở lưng này thì đẹp lắm, hoặc là mọc hẳn sang một bên đây này. Đúng rồi, có quả đấy, đang tiếp khách. Quyết nốt cái khu vực cây đẹp này cái. Chào người nhân nhé. Ụt, cây này có hòn đá màu gì mà đẹp thế nhỉ? Giống giống màu đá ong nhỉ? Đá đỏ. Hòn đá này khéo là có tiền đấy. Cây này bao tiền người nhân ơi? 250.000 à? Riêng hòn đá thì bao nhiêu? Chắc không bán. Bán hỏng lỗi hết tác. Bán rồi lỗi hết tác phẩm đúng không? Đây có cái xanh dáng làng nhỏ nhỏ cho đây, đẹp quá. Hòn đá này rất dễ bắt, làm dễ. Đó. Xem nào. Hai. Bốn. Hai, bốn này, khoảng độ 45 gì đấy, không được 45, 43, 45. Mặt này. Đấy, nhưng mà nếu mà cái rễ của nó mà không vừa thì kiếm đâu ra những cái mảnh này mà gắp vào bây giờ nhỉ? Lại phải lấy màu khác. Đẹp đấy, nói chung là chỉ lấy cây nào mà đặt lên như cái dưới này đẹp. Nhỏ nhỏ thôi. Trong thân bệ trong lòng bàn tay này. 2.500.000. Đá này chắc nó cũng không nặng đâu nhỉ. Dùng đá ong thế nhỉ. Đấy, ông nào thích sáng tạo làm đá thì. Ồ, cái rễ của nó đây. Nhìn tưởng cái dây điện hoặc cái rễ của nó này. Như rễ đinh lăng ấy nhỉ. Hôm nay bán hết cây sao, còn có mấy 2 cây. Cây dưới này thì bao nhiêu rồi anh nhỉ? 4 triệu. Nhà không bao giờ hết dưới đẹp nhỉ. Cái này là cũng làm rất là lâu đấy. Sáu, cái này vanh phải 1.2, cắt giật từng tí một này. Người làm mà nó cứ lên này cắt. Ông Thao làm cây đẹp hết đấy chứ nhỉ. Mặt này là mặt chơi đây. Mặt nạ chơi được, mặt này cũng chơi được. Đẹp, đang hòn đá này đẹp đấy. Cây ở nhà thì bệ nó lại đến tận đây. Riêng cái thân nó đến đây thì hơi khó làm đấy. Trừ khi mà nhặt thêm được những cái miếng này. Cơ bản là cái gốc của nó to bằng này rồi. Đấy. Thì sẽ phải thêm thắt một vài miếng nữa. Cho xe vào đây anh Việt này. Ô tô nó chưa để, cứ để bên này.
đẹp, đây hòn đá đẹp, đẹp, đá đỏ đẹp, tính cái hòn đá này rất nhiều góc cạnh nhá. Con này tự nhiên để một con trực phải, vào phải cho con sách vào nó đẹp, một con si hòn đá tự nhiên, rất tự nhiên, nguyên bản tự nhiên luôn. Cây quan trọng cái màu này ít người có. Cái loại đá son son. Nó cũng là trầm trầm tích nhưng mà nó trầm. Con này là con này là nó nhiều quặng sắt ở bên trong. Đỏ. Sợi. Cứng lắm. Kiểu đỏ đỏ này là sắt ba, chắc là sắt ba oxit rồi. Nó có cái chất đấy ăn tốt. Con này là nhiều sắt trong, sắt ba oxit. Kết tùa đỏ đấy. Ok anh nhân, tư duy con đá đẹp đấy. Để nghiên cứu xem có vừa cây ở nhà phí, liên hệ. Nó phí là cái cây dúi. Ờ đấy, mà cây dúi này nó ăn vào rồi, bây giờ bóc lại tiếc. Bóc ra là mất giá trị. Ông nào ăn chơi mua cả cây dúi về. Đấy tôi bỏ. Đang tính bỏ mẹ. Tôi bỏ mẹ cây dúi ra. Đấy tôi hỏi cho mày không. Được đấy, con đá rất thanh thoát. Tự nhiên không không có cái tác động gọt rũa gì kìa. Đẹp. Mình có cái si tay chuột để làm. Ừ, đấy, chuẩn luôn, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Mình đang đẹp. Úi giời. Anh lật lên anh bấm ở dưới thôi, nhấc lên. Coi như hy sinh cái dúa. Cái dúa có hy sinh đâu, vẫn bán được. Bán được cho sang cái chậu khác. Quan trọng hòn đá thôi. Cái si của anh lên cái đá này nó lên. Có si đẹp lắm. Và chỉ cần đặt là thôi. Đặt phát là được. Mấy tháng là... hết ý luôn, chấm hết được nha. Thật. Phải để lại cái miếng này để cho nó còn phiêu. Vẫn nguyên bản không thì là phải chỉ có được làm ở chỗ này thôi. Đúng không? 20. Nếu anh để si thì không cần ăn. Cái này 20. Cái cả nước luôn được. 20. Cái này lấy một tí rút cõi rút thêm ra một tí thôi. Rồi rồi. Cho ăn ra tận mép ngoài rồi, còn rồi. Cái mép đằng này nó phải ở. Con nào mà vách vách một tí vào đây thì dễ. Nhưng mà nó còn cốt nó chỉ trong khoảng này là được. Đấy còn những cái điểm là... này điểm vách. Tốt nhất là không cho nó ôm ra ngoài. Ừ, để hở cái đá nó lên. Nó phải hở đá. Nó chui ra được thì nó chui. Đẹp. Được đấy. Dưới thì bọn em phải cần đất, nếu si thì chẳng cần về đất đâu. Tự nhiên, kể cả làm đất bán sơn điện này cũng được. Ở dưới vừa càng khỏe cây, nó xiên được xuống dưới. Cái si của mình càng bóng nó bằng cây mà. Không bằng. Thôi xong rồi là gặp một ông nữa cũng thế, ý cùng ý tưởng này. Ok, chúc nghệ nhân bán được cả cây lẫn đá. Này ấm áp, thời tiết, chợ đông đấy. Đông người, đông người, đông cây. Này hơi ít cây. Nguyệt bây giờ mới ra. Ai à. Được của nó đấy. Mẹ chơi hoa cũng sướng đời rồi đấy. Đi chợ 10 giờ mà vẫn bán ở mầm này. Nguyệt. Bán Nguyệt đấy rồi. Xoài xoài xoài. Bắt đầu đầu quả rồi. Đúng, 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 đúng. Cây đẹp. Xoài này, hồng xiêm đang có quả. Ôi, tình mắt lắm, nhìn cây đẹp ấy. Cất kỹ mới móc ra được. Điệu cây ghê nhỉ. À. Ổn định hết rồi. Để đây. Bán được kiểu này. À, phải thế chứ. Để ở đây là hợp này. Không, để ở dưới ở đây để cái kê. Cho một tí thằng kia. Phát đấy, uống cả người. Đánh xe ra. Đâm lên thì lại ngàn ngay. Xoài. Xoài này là quên mất bao tiền rồi. Sao
phải 7 triệu rưỡi. À, 7 triệu rưỡi, hồng xiêm rồi nhiều quả nhỉ. Hồng xiêm à. Này ăn cây ăn trái. Xoài đẹp ghê. Cây nguyệt quế thì bao nhiêu nghệ nhân? Nguyệt quế 250. 250. Đấy. Chén quay đẹp. Ai? Chậm giá cả. Sáng vừa rồi làm xe cùng ngoài bán chén. Sáng nay lại chén. Giá chén cả giá cả thế nào đây? Hỏi hộ luôn các ông thôi. 750. 750. Ôi giời. Cắt rưỡi. Đấy. Đẹp đấy. Sang bên khu vực này nó lại có hô 25 củ, còn lại 750 mua 750 bán 25 củ được. Bây giờ kém mới lên nơi. À đấy. Ừ. Ở sân Tây bán được ấy nhỉ? Đấy là có nào mà có tiền thì mình cắt.